Mình triển cái miếng ra. Để làm thử con miếng phô mai. Không quên. Chào mừng hai khách mời đến với đại tiệc Hàn Quốc của ngày hôm nay. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Em có đấy. Chờ tủ à. Anh xèo thử nha. Em xin. Khách mời nha. Em xin đổ bếp cho em một nước tương ạ. Rồi. Dễ chịu. Mọi người ăn ấy, mọi người có thích cuộn rau hay cuộn những cái lá các thứ không? Có. Tú cực kỳ thích luôn. Cái đó thì em thấy hay thì ăn thịt nướng á, thì mọi người thường hay ăn kiểu đó. Em thấy ăn như vậy á, nó cân bằng vị nè, với lại là cũng tốt cho sức khỏe. Với một cái nữa là, nhất là mỗi lần mà em đi ăn buffet nướng á, thì ăn cái đó sẽ làm cho mình không có bị ngán, ăn được nhiều. Anh thấy sao? Cái vị này nó hơi lạ lạ nhá, nó khác với cả tương hay ăn. Tại sao mà em? Tại vì cái tương này á, thì sẽ có một cái độ mặn, ngọt, rất là đặc trưng luôn. Với lại là do là bên trong này sẽ có thêm một ít mè nè, có hành lá nữa, cho nên là nó sẽ dậy mùi hơn. Thấm ở hậu vị. Thật ra là Lu cũng không ăn được cay. Nói cay nhưng mà nó chỉ hơi the the thôi. Anh thấy nó cũng khá. Em sẽ hay để ngay đầu này nè. Em xúc một cái như thế này nè, anh hay dùng cái chiêu lấy cái thìa xúc một phát. Bé nó luôn. Em hay kéo vậy. Phô mai với lại chân gà xào cay. Ủa mọi người ơi, đúng là một sự hòa quyện. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Rất là ngon. Vẫn có cái vị phô mai thơm thơm bùi bùi. Nghệ của phô mai. Có cay không hả? Nhưng mà nó vẫn có cái vị của chân gà. Rồi bây giờ mình sẽ đến món tiếp theo. Thôi rồi đó. Ủa, hai cái này thực sự ra nó y chang nhau, nhưng mà một cái là ở có ngoài rong biển, cái trong, cái là không có rong biển. Cái này cũng có rong biển này, nhưng mà nó cuốn trong. Đúng rồi, đúng rồi. Cái kiểu cách nó khác nhau. Cái bắp ngon, cơm dẻo ngon. Phát. Cái gia vị của em ấy, đó là muối tiêu chanh ớt. Em rất nghiền cái đấy luôn. Chấm tất cả mọi thứ đều là muối tiêu chanh ớt luôn. Ví dụ rau anh sẽ chấm như thế. Rau em cũng chấm muối tiêu chanh ớt. Em thích như thế luôn, em rất thích cái vị của nó. Nó vừa mặn đủ với em và nó lại có một cái tí chua chua. Nó thơm của chanh, em chỉ cần đơn giản thôi. Em lại thích cái kiểu vị như vậy. Ăn đi mọi người. Mời cả nhà. Hấp dẫn á. Tteokbokki thì nằm ở bên dưới nha. Đây. Ngon. Hấp dẫn không? Cái lẩu này ngon nha mọi người. Ngon ngon ngon. Lẩu ngon nha. Cái lẩu này ngon, cái lẩu này êm á. Thử nào. Lẩu số 1 nha mọi người. Cái nước lẩu ngon. Mọi thứ rất là hòa quyện. Đồ ăn rất là ngon. Cái đó là cái mà quan trọng nhất. Hôm nay là một ngày rất là thoải mái, như kiểu một cái buổi mấy anh em mình ngồi lại với nhau. Chúc mừng nha. Ok. Tủ nè, tủ vô nè. 1, 2, 3.